Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Bóng Chuyền Việt Nam, kênh cập nhật những tin tức nóng hổi và hấp dẫn nhất về bóng chuyền Việt Nam cũng như quốc tế. Trước khi đến với những thông tin của ngày hôm nay, các bạn hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những tin tức và trận đấu bóng chuyền hấp dẫn nhất trên khắp Việt Nam và thế giới. Còn bây giờ là thông tin đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam thay đổi địa điểm rèn quân chuẩn bị cho Cúp Câu lạc bộ nữ thế giới. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện tại để hướng tới thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Trong chiều 28 tháng 11, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thay đổi địa điểm tập luyện và di chuyển tới Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tập huấn. Sân tập bóng chuyền tại đây được đánh giá phù hợp về chuyên môn, do đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được di chuyển về Bắc Ninh để tập luyện. Đây cũng là địa điểm đang diễn ra khóa huấn luyện viên thể lực do Quỹ đoàn kết Olympic cùng với FIVB và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện. Tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, bộ ba huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Trọng Linh và Tạ Đức Hiếu đều tham dự khóa học đặc biệt này. Cùng với đó là rất nhiều vận động viên nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam cũng góp mặt để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Đối với đội tuyển Việt Nam, việc được tập luyện tại một môi trường mới, các cô gái của chúng ta sẽ có thêm nhiều cảm hứng, tập luyện hăng say hơn nữa để hướng tới giải đấu lớn vào cuối năm. Kim Huệ vinh dự trở thành đại sứ thương hiệu giải golf chuyên nghiệp Legend Tour. Cựu cầu thủ Kim Huệ vinh dự trở thành đại sứ thương hiệu tại giải golf chuyên nghiệp Legend Tour. Cô xuất hiện nổi bật tại Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023, nằm trong khuôn khổ Legend Tour, giải golf chuyên nghiệp của châu Âu. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á là bước ngoặt quan trọng nhằm hướng đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn và thú vị cho cộng đồng golfer. Kim Huệ vinh dự và tự hào được đồng hành cùng những nhân vật nổi tiếng như cựu vương Michael Campbell vô địch US Open 2005, cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Hồng Sơn tại sự kiện lớn này. Ngoài bóng chuyền, gần đây Kim Huệ cũng thích thú tham gia tập luyện và thi đấu ở các giải golf. Siêu sao Melissa Vargas gặp chấn thương, bỏ ngỏ khả năng đối đầu đội tuyển Việt Nam tại Cúp Câu lạc bộ Thế giới. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát biểu về tình trạng sức khỏe của vận động viên Melissa Vargas trước những câu hỏi của giới truyền thông. Ông cho biết Vargas phải điều trị chấn thương trong vòng từ 4 đến 6 tuần tới và sẽ không thi đấu. Trong thời gian này, sẽ diễn ra giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Tại giải đấu này, sẽ có sự góp mặt của Thiên Tân là đội bóng mà Vargas đang thi đấu. Khả năng cao, ngôi sao gốc Cuba sẽ không thể tham dự giải đấu lớn này. Vargas là một trong những tay đập xuất sắc nhất ở giải đấu mà đội tuyển Việt Nam sắp tham dự. Đối chuyền sinh năm 1999 vừa trải qua một năm rất thành công khi cùng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lên ngôi vô địch châu Âu, vô địch Volleyball Nations League và giành vé trực tiếp tới Olympic Paris.